Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 2893 đến chương 2897. Các hạ muốn cướp Ma Như Ý, chúng tôi ba người có thể không phải là đối thủ, nhưng chúng tôi có đủ tự tin rằng trước khi các hạ giết chết chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể phá hủy Ma Như Ý trước rồi. Như vậy các hạ phải làm sao đây? Hắn nhìn Diệp Thiên chăm chăm, không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào. Hắn đang cá cược xem Diệp Thiên có dám mạo hiểm hay không. Diệp Thiên khẽ dao động đôi mắt, anh nhìn chăm chăm Bôn Lôi Ma Vương một lúc rồi nhếch miệng cười. Thú vị. Bôn Lôi Ma Vương nói không sai. Đúng là anh có thể giết chết cả ba ma vương, nhưng lại không thể chắc chắn là có thể đoạt được Ma Như Ý còn nguyên vẹn trước khi bọn họ chết hay không. Nếu như xảy ra sơ suất gì, kết giới hoang vực sẽ phải đợi thêm 9 năm nữa mới có thể mở ra được. Về điểm này anh không dám cá cược. Tốt lắm, ông đã chủ động đưa ra lời yêu cầu thì chuyện này đơn giản hơn rồi. Ba người cùng tôi tới hoang vực. Sau khi kết giới mở ra, mọi người có thể mang Ma Như Ý rời đi. Tôi tuyệt đối không cản trở. Ngay Diệp Thiên đồng ý, Bôn Lôi Ma Vương biết là mình đã đúng. Hai ma vương còn lại cũng lập tức thở phào. Một giây sau, ma lực truyền âm rót vào trong tai Cuồng Bộc Ma Vương và Bạo Viêm Ma Vương. Đó chính là Bôn Lôi Ma Vương truyền ma lực. Hai người nghe xong lập tức hội ý, đi theo Bôn Lôi Ma Vương và cùng cung kính hành lễ với Diệp Thiên. Nghe lời dặn dò của các hạ, chúng ta lập tức khởi hành thôi. Tam đại ma vương khẽ cúi người. Khi Diệp Thiên không để ý thì bọn họ để lộ ra vẻ âm trầm. Đúng là loài người ngu ngốc. Đợi đến khi tới được kết giới hoang vực thì cũng là nơi chôn sống của cậu mà thôi. Trên không trung, tam đại ma vương cúi đầu hành lễ với Diệp Thiên. Cảnh tượng đó khiến cho đám yêu quái ma vật vốn kinh hãi giờ càng thêm tuyệt vọng. Con người này mạnh tới như vậy thì hang ma phương Tây chẳng phải là để mặc cho cậu ta xới tung cả đất trời hay sao? Diệp Thiên với sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn ba vị ma vương và thản nhiên cười. Được, đợi tôi xử lý xong việc ở đây thì chúng ta lập tức khởi hành. Ba ma vương vừa nghe thấy vậy thì khựng người, cảm thấy kỳ lạ. Không biết các hạ còn chuyện gì cần phải xử lý ở đây? Đôi mắt Diệp Thiên vẫn vô cùng thản nhiên. Trước đó tôi từng nói phải rửa máu cho Đông Ma Vực. Cự Phong Ma Vương chỉ là người đầu tiên mà thôi. Vừa dứt lời, anh siết năm ngón tay, ngọn lửa lập tức bùng lên, kéo dài trong không gian, tạo ra một con rồng lửa dài hàng trăm thước, nuốt gọn ma cung. Hàng nghìn hàng vạn yêu ma quái vật lúc này đều bị bao trùm trong ngọn lửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên xé rách bầu trời, rồi tất cả hóa thành hư không. Đối với những kẻ này, Diệp Thiên không hề cảm thấy lưu luyến. Hàng ma phương Tây rộng lớn, đối với chính đám quái vật yêu ma mà nói thì con người là loài vật gặp chúng chơi đùa vừa rẻ lại vừa vui. Nếu như không phải thực lực của anh đủ mạnh thì lúc này người bị sỉ nhục đánh bại vẫn là anh mà thôi. Khi anh chiến đấu với Cự Phong Ma Vương, đám yêu quái này có ai mà không nhìn thấy nhát đao anh chém xuống hắn chứ? Đám người ở Đông Ma Vực có mặt này, chẳng có ai là vô tội cả, phải giết hết. Nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, ba ma vương đang đanh mặt lại, trong lòng bỗng trở nên nặng trĩu. Ngọn lửa mà Diệp Thiên kiểm soát đúng là quá quỷ dị. Cự Phong Ma Vương chính là kẻ đã chết dưới ngọn lửa này. Còn Diệp Thiên thì chẳng buồn quan tâm tới suy nghĩ của ba ma vương. Anh quay người, lập tức bước tới người phụ nữ xinh đẹp đang bị luồng sáng màu đỏ sậm đang bao trùm bảo vệ. Giải quyết xong rồi, từ hôm nay cô không cần phải phục tùng đám ma quái này nữa. Là con người thì nên có sự tôn nghiêm của một con người. Cô gái xinh đẹp nhìn chăm chăm vào mái tóc bạch kim tung bay của Diệp Thiên, đôi mắt trở nên dao động và dịu dàng hơn. Một giây sau, cô gái quỳ xuống trước người Diệp Thiên. Cảm ơn đại ân nhân đã cứu tôi thoát khỏi địa ngục. Không sai, cuộc sống 50 năm qua ở hang ma phương Tây không khác gì là địa ngục. Nếu như không phải cô gái vẫn giữ được khát vọng có thể thoát ra thì có lẽ đã sớm không kiên trì nổi nữa mà lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình rồi. Đối diện với lời cảm ơn của cô gái, Diệp Thiên vẫn vô cùng thản nhiên. Anh đưa tay lên,
Một luồng sức mạnh nhẹ nhàng dìu cô gái đứng dậy. Cảm ơn thì không cần, tôi giúp cô chỉ vì cô cũng là một con người như tôi. Đối với Diệp Thiên mà nói, anh ít khi quan tâm tới việc sống chết của người khác. Nhưng việc gặp được cô gái xinh đẹp này khiến anh cảm thấy sự tôn nghiêm của con người đã bị đám ma vật chà đạp, nên mới giúp cô đòi lại công bằng. Mặc dù cô ta xinh đẹp, mặc dù cô gái xinh đẹp đã đứng dậy, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cảm kích. Cô gái nhẹ nhàng nói với anh, chuyện này đối với đại nhân mà nói chỉ là một cái phất tay, nhưng đối với tôi chẳng khác gì tạo ân đức. Lần này quay trở về thế giới loài người, đợi tôi và gia đình sau khi đoàn tụ sẽ lập tức đi tìm cậu. Cả đời này tôi nguyện làm nô tài cho cậu. Cô gái là một cường giả hoàng cấp đỉnh phong mà lúc này lại nói với Diệp Thiên như vậy. Việc từ bỏ tôn nghiêm và cốt cách cao quý của bản thân, tình nguyện đi theo anh, thì anh có thể lấy thấy tấm chân tình của cô gái vô cùng sâu sắc. Tôi nói rồi, không cần đâu. Diệp Thiên xua tay rồi lập tức hỏi, phải rồi, đã quen cô lâu như vậy, vẫn chưa biết tên của cô. Cô gái xinh đẹp khẽ khựng người rồi mới đáp, thưa đại nhân, tôi tên là Hoa Thanh Hà. Hoa Thanh Hà sao? Nghe thấy cái tên này, Diệp Thiên khẽ đanh mắt lại. Anh lẩm bẩm, chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại không nghĩ được gì. Anh chìm vào im lặng một lúc rồi thản nhiên nói, Cự Phong Ma Vương đã bị tôi giết chết, cô tự do rồi, nhưng giờ tôi chưa thể đưa cô rời khỏi hang ma phương Tây được. Bây giờ tôi phải tới hoang vực một chuyến, tới đó tìm một vật. Trước khi tìm được, e rằng cô vẫn phải đi cùng tôi. Đợi khi tôi tìm được rồi, tôi sẽ đưa cô rời đi. Hoa Thanh Hà cảm thấy rất trân trọng và khâm phục Diệp Thiên. Nghe Diệp Thiên nói như vậy, cô ta gật đầu không chút do dự. Dạ, tôi nghe theo lời dặn dò của đại nhân. Bà Ma Vương đứng bên cạnh đã sớm mất kiên nhẫn. Nghe hai người nói xong, Bạo Viêm Ma Vương với tính cách nóng nảy đã không nhịn được mà lên tiếng. Các hạ, giờ chúng ta có thể hành động được chưa? Diệp Thiên liếc nhìn ba người rồi mới gật đầu. Đi thôi, bây giờ tới hoang vực. Anh vừa dứt lời thì cả ba ma vương đã tạo thành ba luồng sáng lao lên trên trời, đi trước dẫn đường. Diệp Thiên dẫn theo Hoa Thanh Hà, bám sát ngay phía sau. Trên không trung, Hoa Thanh Hà cứ nhìn Diệp Thiên và dùng chân nguyên để truyền âm. Đại nhân, mỗi một ma vương trong tứ đại ma vương đều vô cùng mưu mô, độc ác. Cậu thực sự tin bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện làm việc cho cậu sao? Tôi luôn cảm thấy bọn họ đang vạch ra một âm mưu gì đó, mong cậu cẩn thận. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì chỉ thản nhiên cười. Cô cũng nghĩ kỹ đấy nhỉ? Cô thực sự cho rằng tôi sẽ tin tưởng đám quái vật đó sao? Mặc dù ba ma vương đã đồng ý sẽ giúp anh mở kết giới hoang vực, nhưng khi họ dùng thần thức để trò chuyện thì làm sao có thể tránh nổi con mắt của Diệp Thiên. Anh biết rất rõ, tam đại ma vương đang lên kế hoạch mờ ám mới chủ động để đề xuất giúp anh mở kết giới hoang vực. E rằng trong kế hoạch còn có cả mùi vị của sự chết chóc. Nhưng cho dù như vậy thì Diệp Thiên vẫn không hề lo lắng. Anh khẽ siết năm ngón tay, truyền âm tới Hoa Thanh Hà. Cho dù bọn họ muốn làm gì thì kết quả cũng vẫn vậy mà thôi. Trước một sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu nào cũng đều vô ích. Hoa Thanh Hà cảm thấy kinh ngạc. Cô ta nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song của Diệp Thiên, chỉ cảm thấy khí tức từ người đàn ông này phát ra hừng hực, giống như cả đất trời trong mắt cậu đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Năm người trong không gian, sau khi vượt qua một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng tới được một vùng đất hoang lạnh. Phóng tầm mắt chỉ thấy cát vàng bao la, không hề có nguồn nước hay thực vật. Mùi vị chết chóc nồng nặc từ mặt đất bốc lên, không thể xua đi hết, giống như sa mạc nguyên tử trước mặt, không hề có bất kỳ sự sống hay hy vọng nào. Bồn Lôi Ma Vương đưa tay chỉ về phía sa mạc cằn cỗi. Các hạ, đó chính là lối vào của hoang vực. Kết giới hoang vực được giấu trong đó. Nếu cậu muốn vào hoang vực thì phải mở kết giới ra. Diệp Thiên nhìn về hướng chỉ có Bồn Lôi Ma Vương, đập vào mặt là hư không, nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng ở chỗ đó. Lúc này là một không gian với sức mạnh thần bí đang bao trùm một cách mơ hồ. Anh biết đây chính là hoang vực,
Tiếp theo, phải làm gì? Anh lấy ra mảnh tàn của ma Như Ý thuộc về cự phong ma vương từ nhẫn không gian và hỏi ba ma vương còn lại. Ba ma vương thấy vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi. Cả ba người hầu như cùng một lúc phóng ra ánh sáng màu đỏ từ trán. Một giây sau, phía trước bọn họ cũng xuất hiện những mảnh ma Như Ý bay lơ lửng trong không trung. Chỉ cần cả bốn mảnh ma Như Ý được hợp nhất tạo thành một ma Như Ý hoàn chỉnh thì có thể tạo ra được ánh sáng ma hoàng. Khi khu vực đó được chiếu rọi bởi ánh sáng này thì kết giới sẽ được tự động mở ra. Bồn Lôi Ma Vương chắp tay hành lễ với Diệp Thiên, sau đó điều khiển ma Như Ý trong không gian. Bạo Viêm Ma Vương và Cuồng Bộc Ma Vương nghe thấy vậy cũng làm theo. Bọn họ đều kiểm soát những mảnh ghép của ma Như Ý trong không gian. Ba miếng ma Như Ý phát ra ánh sáng huyền diệu, chói mắt. Miếng ma Như Ý trong tay Diệp Thiên dường như cũng cảm nhận được bèn từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Diệp Thiên nhìn chăm chăm ma Như Ý trong tay rồi mới búng nó về phía ba miếng còn lại. Bốn mảnh ghép của ma Như Ý tập trung lại khiến ánh sáng màu đỏ càng chói mắt hơn. Trên mỗi mảnh ma Như Ý đều phát ra hai đường sáng màu hồng cực mạnh liên kết lại với nhau và kéo chúng vào chính giữa, rồi dần dần hợp nhất thành một thể hoàn chỉnh. Khi ma Như Ý hợp nhất hoàn thành, một luồng sáng màu đỏ đen từ nó phóng ra to tầm cái miệng bát và chiếu về phía vùng hoang mạc trước mặt. Một giây sau, cả một vùng không gian bỗng rung động mãnh liệt và tạo ra một vết nứt khá lớn. Một luồng khí tức hoang tàn từ khe nứt phóng ra. Thế giới mê kỳ dị dần xuất hiện trước mặt đám đông. Đây là hoang vực sao? Hoa Thanh Hà thốt lên với ánh mắt thất kinh. Mặc dù cô ta đã ở trong hang ma phương Tây 50 năm, thường nghe nói về cái tên hoang vực, nhưng luôn bị cự phong ma vương nhốt ở đông ma vực, nên chưa bao giờ thấy bao giờ. Thật không ngờ hôm nay hoang vực lại xuất hiện trước mặt cô ta. Hoa Bạch Ám ở bên trong. Diệp Thiên nhìn không gian dần mở ra trước mặt, anh khẽ lẩm bẩm. Trong đôi mắt ánh lên sự kỳ vọng. Chỉ cần tìm được Hoa Bạch Ám thì việc cứu sống Hoa Lồng Ảnh có thêm một bước tiến nữa rồi. Khi anh còn đang thất thần thì ba bóng hình đã lao ra với ba âm thanh gầm lên vang khắp không gian. Lấy danh của ta, triệu gọi sức mạnh ma hoàng, khóa ma hoàng. Cùng với tiếng hét vang lên, ma Như Ý trong không gian bắt đầu chuyển động và phóng ánh sáng về phía Diệp Thiên. Từng sợi xích màu đỏ bằng ánh sáng to đùng từ trên không gian giáng xuống, xếp chồng lên nhau, dày đặc ập về phía cơ thể của Diệp Thiên, tạo thành một trận đồ bát quái màu máu nhốt Diệp Thiên vào chính giữa. Khóa ma hoàng, khóa lại. Trong không trung, từng luồng sáng màu đỏ đậm từ trên trời giáng xuống dày đặc, liên kết lại giống nhau như một con rắn độc cắn về phía Diệp Thiên, cuốn lấy cánh tay, cơ thể và hai chân của anh. Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Thiên đã bị giăng đầy bởi xích sắt màu đỏ, từ đầu tới chân đều bị, không có bất kỳ chỗ nào hở ra. Những đầu của sợi xích kết nối với ma Như Ý hoàn chỉnh. Lúc này ba bóng hình đứng bên cạnh ma Như Ý, đó chính là bọn họ, đại ma vương đang điều khiển. Tam đại ma vương sao? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hoa Thanh Hà kinh hãi kêu lên, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Diệp Thiên bị xích đỏ quấn quanh người với những phù văn cổ xưa, giống như là phù chú được phong ấn đang đóng đinh Diệp Thiên ngay tại chỗ. Đến ngay cả không gian cũng đều bị khóa chặt. Ha ha! Ba vị ma vương nhìn thấy sợi xích quấn lấy Diệp Thiên thì cuối cùng bật cười một cách ngông cuồng. Con người ngu ngốc, cậu thực sự tưởng rằng chúng tôi sẽ để cho cậu được toại nguyện hay sao? Cậu trúng kế rồi. Bạo Viêm Ma Vương với vẻ âm tà trên mặt và nụ cười điên cuồng. Bây giờ cậu đã bị khóa chặt, còn là khóa ma hoàng do đích thân ma hoàng tạo ra. Trên đời này, ngoài bản thân đại nhân ra, không có người thứ hai có thể mở ra được đâu. Năm xưa, dựa vào khóa ma hoàng, đại nhân đã phong ấn tới 33 thiên sứ minh quang và đóng băng hoàn toàn sức lực của bọn họ. Chúng tôi đồng ý giúp cậu mở kết giới hoang vực là vì muốn có thể ráp ma Như Ý lại thành một miếng hoàn chỉnh.
triệu gọi sức mạnh của Ma Hoàng để khóa Ma Hoàng hiện ra mà thôi. Cuồng Bộc Bạo Vương lạnh lùng cười, đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Hàng Ma Phương Tây là thiên hạ của yêu ma quái vật, là nơi Ma Hoàng tạo ra, không thể để loài người các ngươi tắc oai tắc quái được. Đã bị khóa Ma Hoàng khóa chặt, thực lực của cậu cho dù mạnh, thần thông cho dù rộng lớn cũng không thể làm được gì. Hôm nay lối vào của hoang vực sẽ là nơi chôn sống cậu. Bồn Lôi Ma Vương nhìn thấy Diệp Thiên bị khóa lại thì im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt không tránh khỏi hiện lên sự đắc ý. Kế hoạch này là do hắn tạo ra, hắn chủ động đề xuất giúp Diệp Thiên mở kết giới hoang vực, nhưng đó chỉ là cố ý mà thôi. Điều quan trọng là để Diệp Thiên tự động giao ra mảnh còn lại của Ma Như Ý, để bốn mảnh hợp nhất lại. Như vậy, bọn hắn có thể khởi động Ma Chi Mật Pháp, triệu gọi lực Ma Hoàng và dùng khóa Ma Hoàng khóa Diệp Thiên lại. Một khi bị khóa Ma Hoàng khóa lại thì chân lực toàn thân, linh lực cũng như cơ thể đều bị chấn nhiếp. Những khu vực bị khóa Ma Hoàng tiếp xúc sẽ bị thoái hóa và cuối cùng sẽ chết vì quá yếu. Từ xưa đến nay, phàm là người bị khóa Ma Hoàng khóa lại thì không một ai có thể thoát ra được. Năm xưa đã không biết có bao nhiêu thiên sứ quang minh phải chết dưới khóa Ma Hoàng rồi. Trong trận đại chiến năm đó, nếu như không phải số lượng của thiên sứ quang minh quá nhiều thì e rằng đã không có kết cục hai bên cùng bị thương nặng, mà rất có thể là vị Ma Hoàng vô thượng của bọn họ sẽ giành thắng lợi. Bọn họ không biết rốt cuộc Diệp Thiên mạnh như thế nào, nhưng bọn họ thấy Diệp Thiên cùng lắm cũng chỉ như thiên sứ quang minh của phương Tây mà thôi. Lúc này anh bị khóa Ma Hoàng phong ấn, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đám người năm xưa. Trong mắt bọn họ, Diệp Thiên lúc này giống như một con cá đã xa lưới, chỉ cần đợi thời gian thì một kẻ siêu cấp của loài người sẽ bị tiêu diệt. Đại nhân! Hoa Thanh Hà kinh hãi hoàn hồn nhìn Diệp Thiên với vẻ hoảng hốt. Cô ta biết Diệp Thiên rất mạnh, nhưng với tình hình như thế này thì dù cô ta có tin tưởng Diệp Thiên đến mấy cũng cảm thấy không chắc chắn. Thủ đoạn của đám ma vật này thực sự vô cùng âm độc. Chìa khóa yếm phù văn trong tay ba đại ma vương khống chế càng lúc càng siết chặt, thậm chí đã khiến cho xương cốt của Diệp Thiên kêu lên răng rắc, khiến cho niềm vui trong mắt của ba ma vương càng nhiều hơn. Đợi sau khi giết chết người này thì Đông Ma Vực chúng ta sẽ chia làm ba nhé, thế nào? Bồn Lôi Ma Vương nhìn về phía hai đại ma vương còn lại và hỏi. Đương nhiên rồi. Bạo Viêm Ma Vương và Cuồng Bộc Ma Vương không chút do dự gật đầu ngay tấp lự. Trước đó, Hàng Ma Phương Tây do bốn ma vương cùng kiểm soát. Giờ đây Cự Phong Ma Vương đã chết trong tay Diệp Thiên. Bọn họ lại dùng khóa Ma Hoàng khống chế Diệp Thiên, thì Đông Ma Vực đương nhiên trở thành miếng thịt béo bở. Sao ngược ba người bọn họ có thể bỏ qua được chứ? Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên đột ngột vang lên. Mới vừa nhốt tôi mà đã bắt đầu thương lượng về việc phân chia địa bàn rồi sao? Các người không cảm thấy như vậy là hơi sớm hay sao chứ? Ba Ma Vương nghe thấy vậy thì tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ vội cúi đầu nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của Diệp Thiên. Cậu vẫn còn sức để nói sao? Bồn Lôi Ma Vương trầm mặt, mang theo vài phần kinh ngạc. Một khi bị khóa Ma Hoàng khóa lại thì những phù văn được khắc trên dây khóa sẽ không ngừng phóng ra sức mạnh, khiến cho đối phương yếu đi. Với tình huống như vậy, người bị khóa sẽ phát ra sức mạnh để chống lại phong ấn trên khóa. Đó là một quá trình vô cùng đau đớn và mệt mỏi. Nhưng Diệp Thiên lại vẫn giữ được giọng nói vô cùng bình thản, như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, khiến bọn họ cảm thấy rất khó hiểu. Diệp Thiên liếc nhìn ba người và khịt mũi lạnh lùng. Đây chỉ là một loại thần thông phong ấn không hoàn thiện mà thôi. Nếu như năm xưa vị đại ma tu đó thi triển ra thì may ra có thể khiến tôi lưu tâm một chút. Còn dựa vào ba người các ngươi đạt được độ hoàn thiện tầm 80%, còn không làm được thì đừng hòng nghĩ tới việc khóa chặt được tôi. Cùng với tiếng cười chế nhạo của anh vang lên, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, cánh tay căng lên hướng ra ngoài, từng thớ thịt bành trướng, chiếc áo trên người nứt toác để lộ những thớ thịt cuồn cuộn.
Cùng với cánh tay căng lên thì sợi xích màu đỏ cũng bắt đầu bị kéo căng và tiếng đứt cũng vang lên. Từng hình phù văn trên thanh xích lần lượt bị nổ tung. Cái gì? Không thể nào!